Xin chào các bạn. Trên bàn đây tôi có chiếc iPhone 10, chiếc iPhone mới nhất của Apple với tính năng Face ID. Theo Apple thì tính năng này không thể bị qua mặt bởi các cái chiếc mặt nạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cái demo của chúng tôi. Đầu tiên, tôi sẽ thử mở khóa chiếc iPhone 10 này. Vâng, và như vậy các bạn có thể thấy là tính năng Face ID đã được kích hoạt, nhưng do không có người đứng đằng trước nên là chiếc iPhone này sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu để có thể truy cập được vào điện thoại. Và bây giờ tôi sẽ thử nghiệm việc mở khóa chiếc iPhone này với một chiếc mặt nạ đặc biệt. Wow! Và như vậy tôi đã mở khóa thành công chiếc iPhone 10 này với một chiếc mặt nạ ở phía trước đây, các bạn có thể nhìn thấy. Và như vậy, do đây là cái chiếc iPhone của tôi thì tôi cũng có thể dễ dàng là mở khóa chiếc iPhone này bằng chính khuôn mặt của mình. Và như vậy, tính năng Face ID trên chiếc điện thoại iPhone 10 này không đảm bảo về mặt an ninh theo như Apple đã công bố. Xin cảm ơn các bạn.